Hi guys, welcome back to our channel. Here we are again to study lesson 3, UD4, Festivals and Free Time. Student book, I learned smart words. Bài học hôm nay của chúng ta sẽ là bài 3, Unit 4, chủ đề Festivals and Free Time, các lễ hội và thời gian rảnh. Sắp tiếng Anh, I learned smart words. In lesson 3, can you talk about Vietnamese festival? Can you read an article about a festival in Vietnam? Can you write text message about a festival? Alright, trong bài học số 3 thì chúng ta có thể nói về một lễ hội ở Việt Nam. Chúng ta có thể đọc một bài báo về một lễ hội ở Việt Nam. Chúng ta có thể viết những tin nhắn về một lễ hội. Alright, and the last one, conversation skill. Getting time to think. Cuối cùng đó là bằng kỹ năng giao tiếp để có nhiều thời gian để mình suy nghĩ trong quá trình giao tiếp thì mình sẽ làm như thế nào? Okay, now let's learn together. Are you ready? Let's get started. New words. The first one, new word. We have buy, động từ mua, candy, danh từ kẹo, decorate, động từ trang trí, fireworks, danh từ pháo hoa, flower, danh từ hoa, fruit, danh từ hoa quả, gift, danh từ quà tặng, lucky money, danh từ tiền lì xì, parade, danh từ buổi diễu hành, traditional, tính từ truyền thống, visit, động từ tham quan, thăm. Alright, and we also have here watch fireworks, xem pháo hoa, decorate a house or tree, trang trí nhà hoặc cây, visit family and friends, thăm gia đình và bạn bè, get lucky money, nhận tiền lì xì, okay, get lucky money, candy or gift, là nhận tiền lì xì, kẹo hay là quà, play games, chơi trò chơi, play games or music, chơi trò chơi hay là chơi âm nhạc, buy fruits or flowers, là mua hoa quả, right? Mua hoa hoặc là quả, mua hoa quả hoặc là trái cây. Number 7, we have watch parade, diễu hành, xem diễu hành. And the last one is traditional food, là ăn món ăn truyền thống. Alright, now look at picture number 1. Look at that. What does that mean? Watch fireworks, là xem pháo hoa. Alright, now look at picture B. What are they doing? What does it mean? Play games, right? Here we go. Play games. Họ đang chơi trò chơi. And how about picture C? What does that mean? Visit family and friends, right? Thăm gia đình và yeah. How about picture D? Look at that. Lots of food. They look so delicious, right? Rất là nhiều đồ ăn và trông rất là ngon, right? So here we have eat traditional food. Ăn những thức ăn truyền thống, ăn đồ ăn truyền thống. How about bitter E? Look at that. A little girl is so amazing. It's so surprised, amazing, happy, right? Because maybe her mom gave her a gift, right? Bạn gái nhỏ này cũng trông rất là ngạc nhiên, hạnh phúc. Có lẽ là mẹ của cô ấy đã tặng cô ấy một món quà, right? Mẹ cô ấy đã tặng cô ấy một món quà. So here we have get lucky money, candy or gift, là nhận tiền lì xì, kẹo hay là quà. Alright. How about bitter F? Look at that. You see a Christmas tree.
Bạn nhìn thấy một cây thông Noel, and what are they doing? They decorate the Christmas tree, right? Mọi người thì đang trang trí cây thông Noel, so we have decorate a house or tree. Okay, decorate a house or tree. Very good. And how about picture G? Look at that. See? Flower, fruit. So here, buy fruit or flower. Như vậy là mua hoa quả đúng không? Trái cây. And the last picture. What does mean? What does it mean? Watch parade. Diễu hành đúng không? Xem diễu hành. Okay, very good, guys. Now let's check the key. Wow, good job. Okay. Now listen and repeat. Bây giờ các em sẽ nghe và lặp lại nhé. Listen and repeat. 1. Watch fireworks. 2. Decorate a house or tree. 3. Visit family and friends. 4. Get lucky money, candy, or gifts. 5. Play games or music. 6. Buy fruits or flowers. 7. Watch parades. 8. Eat traditional food. Alright, now B, discuss the thing you think people do during the holidays. Bây giờ chúng ta sẽ thảo luận những cái điều mà bạn nghĩ là mọi người sẽ làm trong những cái ngày lễ này nhé. New Year là Tết Dương Lịch, Christmas là Noel, là lễ Giáng sinh, alright? Halloween, Halloween, lễ hội Halloween, alright? Now, for example, people eat traditional food at Christmas. Mọi người thì ăn những món ăn truyền thống vào cái ngày lễ Giáng sinh. Alright. We can say, on New Year, people decorate their house by fruits and flowers, watch fireworks, eat traditional food, visit family and friends, get lucky money, candy or gift. Right? Vào ngày Tết thì mọi người trang trí nhà cửa, mua hoa quả, trái cây, xem bắn pháo hoa, ăn những món ăn truyền thống, thăm gia đình và bạn bè, nhận tiền lì xì, kẹo hay là quà. Alright? People decorate their houses and tree at Christmas. People give and get gifts from their family and friends. People wear costumes on Halloween. We have costume, quần áo, y phục. Alright. Now the next one, listening. A. Listen to someone talking about traditional festivals. Bây giờ sẽ nghe mọi người nói về những cái lễ hội truyền thống. Are all the festivals celebrated in the same country? Những cái lễ hội này thì được tổ chức ở cùng một quốc gia, phải không? Yes or no? Okay. B. Now listen and draw lines. Bây giờ mình sẽ nghe và vẽ các đường nối nhé. Here we have 1. Kwanzaa là một lễ kỷ niệm hàng năm của văn hóa người Mỹ gốc Phi nhé. Christmas là lễ Giáng sinh. Alright. Thanksgiving. Thanksgiving là lễ tạ ơn. Là một ngày lễ hàng năm được tổ chức chủ yếu tại Hoa Kỳ hay là Canada. Ok, number 4, Lunar New Year là Tết Nguyên Đán nhé. Here we have decorate trees là trang trí cây, watch parade là xem diễu hành, give gifts là cho quà, wear traditional clothes là mặc những bộ đồ truyền thống, alright? Now listen and draw line and let's see all the
festivals are celebrated in the same country or not. All right, now listen. Listen to some people talking about traditional festivals. Are all the festivals celebrated in the same country? Kwanzaa is an African-American festival. People wear traditional clothes and decorate their homes with fruits and vegetables. Christmas is celebrated in many countries. In France, it's called, Noël. People listen to Christmas music and decorate Christmas trees. Well, in the USA, people celebrate Thanksgiving. People eat special food and watch parades with their families and friends. My favorite festival is Lunar New Year. In South Korea, people call it Seollal. Families stay at home, eat special food, and, give each other gifts. Now, listen again and check. Okay, now let's see the task brief. Listen again and check your answer. Listen to some people talking about traditional festivals. Are all the festivals celebrated in the same country? Kwanzaa is an African-American festival. People wear traditional clothes and decorate their homes with fruits and vegetables. Here we have Kwanzaa is an African-American festival. People wear traditional clothes and decorate their homes with fruits and vegetables. Như vậy là có gì? Kwanzaa là một cái lễ hội của người Mỹ gốc Phi. Alright? Mọi người thì sẽ mặc những cái bộ đồ truyền thống. So, Kwanzaa, people wear traditional clothes. Như vậy là here, Kwanzaa wear traditional clothes. Mọi người sẽ mặc những cái bộ đồ truyền thống trong cái lễ hội Kwanzaa, right? And decorate their homes with fruits and vegetables. Và họ sẽ trang trí nhà của họ với trái cây và rau, all right? Christmas is celebrated in many countries. In France, it's called Noël. People listen to Christmas music and decorate Christmas trees. Christmas is celebrated in many countries. In France, it's called Noël. People listen to Christmas music and decorate Christmas trees. So here, Christmas trees, right? People decorate Christmas tree. Như vậy là ở cái lễ Giáng sinh thì mọi người làm gì? Trang trí cây. All right? Christmas, lễ Giáng sinh thì được tổ chức ở rất là nhiều quốc gia. Ở Pháp thì nó gọi là Noel. Mọi người thì nghe nhạc Noel và trang trí cây thông Noel. Trang trí cây thông, alright? Well, in the USA, people celebrate Thanksgiving. People eat special food and watch parades with their families and friends. Well, in the USA, people celebrate Thanksgiving. People eat special food and watch parades with their families and friends. À, ở Mỹ thì mọi người gì? Mọi người tổ chức cái lễ tạ ơn. Mọi người thì ăn những món ăn đặc biệt và xem diễu hành với cùng với gia đình và bạn bè của họ. Alright? So, here we have watch parade, right? Và cái lễ tạ ơn thì mọi người làm gì? Xem diễu hành, all right? My favorite festival is Lunar New Year. In South Korea, people call it Seollal. Families stay at home, eat special food, and, give each other gifts. Now, listen again and check. My favorite festival is Lunar New Year. In South Korea, people call it Seollal. Families stay at home, eat special food,
And let me see, give each other gifts, right? Tức là cái lễ hội yêu thích của mình là Tết Nguyên Đán. Ở Hàn Quốc thì mọi người gọi nó là Seoul. Ok, các gia đình thì sẽ ở nhà và ăn những món ăn đặc biệt. Và lấy mình xem coi là họ trao quà cho nhau. Alright. So here, do the New Year, give gifts. Right. Tặng quà cho nhau. Ok. Alright. Now, are all the festivals celebrate in the same country? Như vậy là tất cả các lễ hội thì được tổ chức ở cùng một quốc gia, cùng một nước. Yes or no? No. Alright. Very good guy. Now the next one. The next one is conversation skills. Là kỹ năng giao tiếp. Getting time to think. Để có nhiều thời gian suy nghĩ. To get some time to think, say, well, let me see. Tức là trong quá trình mình giao tiếp, để mình có nhiều thời gian suy nghĩ. Để có thêm nhiều thời gian suy nghĩ thì mình sẽ nói làm sao? Well, let me see. Để mình xem coi. Alright. Now, listen and repeat. Chúng ta sẽ nghe và lặp lại nhé. Getting time to think. Listen and repeat. Well, let me see. Alright. Well, let me see. Ok, thay vì mình im lặng thì mình sẽ sử dụng những cái từ đó để mình có thêm nhiều thời gian để suy nghĩ trong quá trình giao tiếp. Alright. Ok, now the next one. Useful language. Listen, then practice. Useful language. Listen and then practice. Ok, chúng ta sẽ nghe và sau đó thì sẽ thực hành nhé. Now, listen. How do people prepare for Christmas? They decorate their homes and buy gifts. What do they do during Christmas? They visit family and friends. So, how do people prepare for Christmas? Mọi người chuẩn bị cho cái lễ Giáng sinh như thế nào? They decorate their homes and buy gifts. Họ thì trang trí nhà và mua những món quà. What do they do during Christmas? Họ làm gì trong lễ Giáng sinh? They visit family and friends, right? They visit family and friends. Họ đến thăm gia đình và các bạn bè của họ, alright? Okay, now the next one. The next one is reading. Phần tiếp theo sẽ là phần đọc nhé. A. Read the article and underline all the festival activities. Đọc bài báo và gạch dưới những cái hoạt động của lễ hội. A famous festival in Vietnam, một cái lễ hội nổi tiếng ở Việt Nam. Cường Nguyễn, October 14, Cường Nguyễn ngày 14 tháng 10. In Vietnam, people celebrate many different festivals each year. Ở Việt Nam, mọi người tổ chức rất là nhiều lễ hội khác nhau mỗi năm. The biggest festivals in Vietnam is Tết. Lễ hội lớn nhất ở Việt Nam đó là Tết. This celebrates the beginning of the Lunar New Year. Đó là một cái dịp mừng đầu năm. Okay. Vietnamese people have to prepare a lot for this festival. Người Việt Nam thì chuẩn bị rất là nhiều cho cái lễ hội này. Before Tết, people buy fruit and flowers from the markets. Trước Tết thì mọi người mua hoa, quả, trái cây từ chợ and decorate their houses. Và trang trí nhà cửa của họ. Most Vietnam buy a special tree with lots of flowers. Rất là nhiều người thì mua một cái cây đặc biệt với nhiều hoa. In the north of Vietnam, people buy peach trees with pink flowers. Ở phía Bắc á, ở miền Bắc thì mọi người sẽ mua những cây đào với những cái hoa màu hồng. In the south, people buy apricot trees with yellow flowers. Ở miền Nam thì mọi người sẽ mua những cái cây mai với hoa vàng. Everyone cleans their house before Tết. Mọi người thì sẽ dọn dẹp nhà cửa trước Tết.
This is very important because you shouldn't clean it during Tết. Nó thì rất là quan trọng bởi vì là bạn sẽ không lau chùi trong những ngày Tết. During Tết, people visit their family and friends. Trong ngày Tết thì mọi người sẽ thăm gia đình và các bạn bè. Few people go to school or work. Chỉ có ít người đi đến trường hoặc là làm việc. Children wear new clothes and get lucky money. Bọn trẻ thì sẽ mặc quần áo mới và sẽ nhận tiền lì xì. It's a great time to watch lion dances and fireworks. Đó là một thời gian tuyệt đẹp để mà xem múa lân hay là bắn pháo hoa. Everyone is happy and excited about the new year. Mọi người thì rất là vui vẻ và háo hức về ngày Tết. Vietnamese people love to celebrate this festival. Và người Việt Nam thì thích tổ chức cái lễ hội này. Okay. So now underline all the festival activity. Bây giờ mình sẽ gạch chân tất cả những cái hoạt động của lễ hội này nhé. Now we have buy fruit and flowers from the markets and decorate their houses. Mua gì? Mua hoa quả, trái cây từ chợ, trang trí nhà cửa. People buy a special tree with lots of flowers. Mọi người thì sẽ mua hoa. Okay. In the north, people buy peach tree with pink flower. Ở miền Bắc thì sẽ mua hoa đào. Sẽ mua cây đào nhé. In the south, people buy apricot trees with yellow flower. Ở miền Nam thì thường sẽ mua cây hoa mai. The third one, everyone cleans their house before Tết. Thứ ba nữa là họ sẽ lau dọn nhà cửa. And the fourth one, people visit their family and friends. And the next one, children wear new clothes and get lucky money. And the last one, watch lion dances and fireworks. Alright, bọn trẻ thì sẽ mặc đồ mới và nhận tiền lì xì. Và điểm cuối cùng nữa là họ có thể xem múa lân và xem bắn pháo hoa. Alright, so B, read and write yes or no. Bây giờ mình sẽ viết yes là đúng hay là không nhé. No là không. Number one, people buy fruits and flowers during Tết. Mọi người thì mua hoa quả trái cây trong ngày Tết. Is it true for? Yes or no? No, before Tết, right? Mọi người thì mua hoa quả trái cây trước Tết, đúng không? Before Tết, so here, no. Number two, everyone house had the same type of tree. Mỗi nhà thì đều có một cái cây giống nhau. No, right? No, you see, in the north, people buy peach trees. In the south, people buy apricot trees. Ở miền Bắc thì thường mọi người sẽ mua cây đào. Ở miền Nam thì mọi người thường sẽ mua cây mai. Alright, so number two, no. Alright, number three, people clean their houses during Tết. Mọi người thì thường dọn dẹp nhà cửa trong thời gian Tết. No, before Tết, right? Everyone clean their house before Tết. So number three is no. Number four, you can watch lion dance during Tết. Bạn có thể xem múa lân trong suốt dịp Tết. Yes or no? Yes, right? Here is a great time to watch lion dances, right? So here we have yes. Number two, no. Number three, no. Number four, yes. Nó có gì? Peach flowers là hoa đào. Apricot flowers là hoa mai. Alright? Very good, guys. Now the next one. The last one is speaking festival fun. Là lễ hội vui. A. You are telling a friend from overseas about the Mid-Autumn Festival. Bạn đang nói chuyện với một người bạn từ nước ngoài về lễ hội Trung Thu. Take turns talking about what people do before or during the festival. Bây giờ mình sẽ luân phiên nói về những cái điều mà mọi người sẽ làm trước và trong suốt thời gian lễ hội. Alright? Use words, sounds to get time to think. Và lưu ý là chúng ta sẽ sử dụng những từ, những cái âm thanh
như là well, let me see, let me think, để mình xem, để mình nghĩ. To get time to think, để có nhiều thời gian suy nghĩ trong quá trình mình giao tiếp, trong quá trình mình nói chuyện nhé. So for example, what do people do before the festival? Mọi người thì sẽ làm gì trước lễ hội? Let me see, they usually buy lanterns and mooncakes before the festival, right? Để mình xem. À, họ mua đồng đàn và bánh trung thu. So, what do people do during the festival? Well, they give gifts to friends and family, watch lion dances and parades. Họ tặng quà cho người thân và gia đình, xem múa lân và xem diễu hành. Alright? Oh, sounds great. Nghe có vẻ tuyệt vậy. Alright? B. Talk about all the festivals you know. Bây giờ mình sẽ nói một số cái lễ hội mà em biết nhé. Now, let's talk about Christmas. Right? What do people do before the Christmas? Mọi người thường làm gì trước Noel? Well, let me see. Before Christmas, they buy gifts and decorate the Christmas trees. Right? Họ thì để mình nghĩ trước Noel thì họ sẽ mua quà và trang trí cây thông Noel. What do people do during Christmas? Mọi người thường làm gì trong suốt cái lễ Giáng sinh? They give gifts to each other and sing a song together, right? À, họ thì tặng quà cho nhau và cùng nhau hát những bài hát Giáng sinh, alright? Sing a Christmas song, cùng nhau hát những bài hát Giáng sinh, alright? Okay, the next one. The last one is writing. A. Read Ying and Sarah's message. Guess what the emojis, pictures mean and match the emojis to their meanings. Bây giờ chúng ta sẽ đọc tin nội dung tin nhắn giữa bạn Nhiên và bạn Sarah. Sau đó chúng ta sẽ đoán nghĩa của các biểu tượng cảm xúc, emojis, ok? Và nối các biểu tượng cảm xúc với nghĩa của nó nhé. Hey Nhiên, how are you? Chào Nhiên, bạn có khỏe không? Hey Sarah, great thanks. Is this here in? Chào Sarah, tuyệt, cảm ơn nhé. Ở Việt Nam thì đang là Tết. So here, thiên Việt Nam. Is this here in Việt Nam, right? Hey Sarah, great thanks. Is this here in Việt Nam, right? Việt Nam, right? Chào Sarah, tuyệt, cảm ơn nhé. Ở Việt Nam thì đang Tết. Now, Tết, what that? Tết, có nghĩa là gì vậy? Tết is a traditional festival in Vietnam. Tết là một lễ hội truyền thống ở Việt Nam. What do people do for Tết? Mọi người làm gì vào dịp Tết? Before Tết, people buy fruits and flowers and decorate their houses. Trước Tết thì mọi người sẽ mua hoa quả, trái cây và trang trí nhà cửa. During Tết, they visit their family and friends. Trong dịp Tết thì mọi người sẽ thăm gia đình và bạn bè. Children get what that? Money, okay? Money. Alright, it's just money. Children get money. Trẻ em thì sẽ nhận tiền lì xì, get money. Sẽ nhận tiền lì xì. People eat lots of traditional food and sing karaoke. Okay, karaoke. So here A, karaoke. Mọi người thì sẽ ăn những món ăn truyền thống và hát karaoke. Okay, sing karaoke. It's great time to watch lion dances and have it. Đây cũng là một thời gian tuyệt vời để xem múa lân và have it.
Party, right? Party here. See? See, this is a party, right? A party. Đó cũng là một thời gian tuyệt tuyệt vời để xem múa lân và tổ chức bữa tiệc. Sounds fun. Nghe có vẻ thú vị vậy. Nghe có vẻ vui ha. Everyone is and excited about the new year. Everyone is happy, right? Happy. So happy, which one? Yeah, B. Okay. Is it everyone is happy and excited about the new year? And look at that, the last one, I think is the fireworks. Pháo hoa. Pháo hoa, alright? Okay. B, write similar messages about the Mid-Autumn Festival. Write 50 to 60 words. Chúng ta sẽ viết một cái đoạn tin nhắn về cái lễ hội Trung Thu, viết khoảng 50 đến 60 từ nhé. For example, ví dụ nhé. A, how are you? Chào, bạn có khỏe không? I'm great. It's Miss Autumn Festival here in Vietnam. Mình thì khỏe. Ở Việt Nam thì đang có lễ hội Trung Thu. A. What does? Nó là gì vậy? B. Miss Autumn Festival is a traditional festival in Vietnam. Lễ hội Trung Thu là một lễ hội truyền thống ở Việt Nam. A. What do people do for Miss Autumn Festival? Mọi người làm gì vào dịp lễ Trung Thu này? B. Before Mid-Autumn Festival, people buy lanterns and mooncakes. During Mid-Autumn Festival, people give the mooncakes to friends and family. There was lion dances and parades. Trước lễ hội Trung Thu thì mọi người mua lồng đèn, mua bánh Trung Thu. Trong cái dịp lễ Trung Thu thì mọi người sẽ tặng bánh Trung Thu cho bạn bè, cho gia đình. Họ sẽ xem nhảy múa lân và diễu hành. Alright, A. Sounds fun. Nghe có vẻ vui vậy. B. It's great. I love it. Nó tuyệt. Mình rất là thích. Alright. We stop here. Thank you so much for your listening and see you next time. See you next video. Bye.